Vô tình chị nói chuyện, chị bảo là chị không thích con trai hút thuốc. Thế là anh ta về bỏ thuốc lá. Sau cái buổi đi ăn đấy thì chị nghĩ là xong. Nhưng mà hôm sau thì đến viện thì cả viện đều biết là hôm qua hai đứa hẹn hò đi ăn. Trời ơi. Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã đến với chuỗi video học cùng người giỏi. Và trong chuỗi video ngày hôm nay thì mình rất là vui có sự góp mặt của chị Huệ, một nhân vật vô cùng đặc biệt. Và chị Huệ ơi, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho các bạn đang xem video được không ạ? Chào các bạn, mình là Huệ. Hôm nay thì là được Diki mời đến là cái buổi nói chuyện này cũng là để chia sẻ đến các bạn á. Okay ạ. Và em cũng biết một số thông tin, ví dụ như chị cũng đã từng là thực tập sinh đúng không ạ? Thì chị có thể chia sẻ với em một chút là chị sang Nhật từ năm bao nhiêu và sau khi mà sang Nhật xong thì chị làm công việc gì được không ạ? Chị trước đây là cũng là thực tập sinh, chị sang bên Nhật là năm 2011 đúng không? Tháng 9 năm 2011 chị bắt đầu sang Nhật. Lúc đấy là bạn làm việc 3 năm, rồi sau đấy thì chị trở về ha. Chị trở về. Ồ, năm 2011, cái thời mà năm 2011 em nghĩ là những người đi Nhật khá là ít, không quá là nhiều như thời điểm hiện tại đúng không ạ? Vâng, thì khi mà chị sang Nhật vào năm 2011 thì lúc đó chị làm công việc gì và với tư cách gì ở bên đó ạ? 2011 chị đi với tư cách là thực tập sinh, làm việc tại tỉnh Hyogoken, Tamba Sasayamashi. Vâng. Lúc đấy chị làm ở một công ty nhựa, chế biến nhựa, đúng không? Thì là những cái sản phẩm nhựa liên quan như là máy ảnh nè, hoặc là máy xay sinh tố, đồng hồ, tất cả những cái sản phẩm liên quan đến nhựa trong cuộc sống thì là chị làm việc ở đấy. Wow, như em có chia sẻ đấy là những có rất là nhiều bạn cũng đang làm thực tập sinh và có thể là các bạn đang xem video này. Và em không thể nghĩ là năm 2011, tức là cách đây nó vào khoảng tầm mười mấy năm rồi, là thời điểm đó là chị là thời điểm đó là chị đã đi làm thực tập sinh rồi. Thì em rất là mong muốn là buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chị cũng có thể chia sẻ với tất cả các bạn, đặc biệt là những bạn đang làm thực tập sinh bên Nhật, các bạn sẽ có thật nhiều những cái trải nghiệm và có thể biết đâu đấy các bạn cũng sẽ học được nhiều bài học từ những lời chia sẻ của chị. Ok ạ. Vậy thì bây giờ chắc là em xin phép là sẽ có một số các câu hỏi và rất là mong muốn là hai chị em mình sẽ trải lòng và mang đến những cái giá trị cũng như mang đến những câu chuyện, những bài học để các bạn có thể là những người mà họ cũng đang ở nơi đất khách quê người ở bên Nhật Bản, các bạn cũng có thể là có động lực sau khi nghe câu chuyện của chị nhé. Được rồi, trong phạm vi chị biết. Vâng, trả lời. Vâng ạ, rồi em rất là hào hứng đây. Thì câu hỏi đầu tiên thì em rất là thắc mắc về hành trình trong những ngày đầu tiên chị sang Nhật. Bởi vì là mười mấy năm trước thì những thông tin về Nhật Bản hay là công việc bên đó hay là cuộc sống bên đó hay là ngay cái việc là học tiếng Nhật thôi thì em nghĩ là khó khăn hơn rất là nhiều so với bây giờ. Thế thì em muốn hỏi là em rất tò mò là cái cơ duyên nào khiến chị quyết định sang Nhật vào năm 20 tuổi đó chị? Ra cũng như là em nói cái thời gian đấy về cái việc đi Nhật nó giống như là một giấc mơ của nhiều người. Vâng. Ít người biết đến á. Thế tuy nhiên thì hồi đó thì gia đình chị cũng rất là đông con. Dạ. 7 chị em. Làm sao mà ba mẹ muốn cho một đứa đi ra nước ngoài để hỗ trợ các anh chị em còn lại á. Vâng, vâng. Có quen biết và người ta có hỗ trợ để cho gia đình chị đi á. Đúng không? Thì chị có cái cơ hội đấy. Vâng. Lúc đấy thì bảo là không có mạng xã hội như bây giờ để mà có nhiều thông tin như bây giờ đâu. Vâng. Chị ở ngoài Hà Nội nhưng mà nơi chị học tiếng Nhật là ở trong Sài Gòn. Ồ. Thì chị học ở đấy. Khoảng một năm sau thì chị bay. Khi mà em nghe câu chuyện của chị xong thì em đang suy nghĩ là một cô gái 21 tuổi hồi đó là rất là trẻ và gần như là thay mặt cho cả gia đình, cả ước mơ của tất cả mọi người, kỳ vọng của tất cả bố mẹ, anh chị em trong gia đình để đi sang Nhật và sang một cái nơi gọi là mình còn chưa biết đất nước đó như thế nào, một nơi rất là xa. Nếu là bản thân em vào hồi đó thì chắc chắn là em không đủ dũng cảm để em làm được cái điều này. Nên là khi mà nghe cái câu chuyện của chị thì em cảm thấy rất là không phục. Thế thì em lại có một câu hỏi tiếp là sau khi mà chị sang Nhật được rồi thì chị có thể chia sẻ với em những khó khăn trong những cái ngày đầu tiên khi chị sang Nhật làm với tư cách là thực tập sinh được không ạ? Thực ra thì lúc đấy là công ty tiếp nhận chị có những 30 người Việt. 30 người toàn là con gái thôi.
nếu như là cái công ty nào mà họ chỉ có 1-2 người Việt á thì chắc chắn là sẽ nhiều khó khăn, đúng không? Nhưng mà như chị có chia sẻ á, thì là cũng may mắn là chị đi thực tập sinh ở một công ty là có nhiều senpai, nên có gì không hiểu thì cũng senpai cũng chỉ việc cho ấy chẳng hạn, hoặc là quản lý người ta cũng tiếp xúc nhiều với cả người nước ngoài rồi, người ta cũng hiểu là người nước ngoài cần những cái gì và khó khăn những cái gì và họ hỗ trợ mình. Thế nên là mình cũng trong suốt quá trình là thực tập sinh thế thì chị cũng thấy là 3 năm của chị rất là hạnh phúc. Cuối tuần thì tất nhiên là có cái cuộc sống của mỗi người mỗi khác nhau, đúng không? Lúc đấy thì thực tập sinh thì 4 người ở chung một phòng. Ở đây thì chị muốn lưu ý một điều là cùng thời gian giống nhau thôi, nhưng mà cái cách sử dụng thời gian của mỗi người là khác nhau. Ví dụ như là 4 người một phòng thì người thì gọi điện cho người yêu, người thì gọi điện cho gia đình, người thì xem phim, người thì chơi game, hoặc là nói chung là mỗi người sử dụng một cái thời gian tự do khác nhau của mình, nghỉ ngơi sau những cái tuần làm việc vất vả ấy chẳng hạn. Nhưng mà chị thì lựa chọn là học. Chị thì hay cuối tuần thì chị hay ra thư viện gần nhà chị học. Rồi có tham gia một số các cái buổi hoạt động Orantia, học tiếng Nhật một tuần một buổi ở bên Nhật á, học miễn phí. Thì là chị tận dụng như là 3 năm bên Nhật thì chị tận dụng những cái khoảng thời gian mà giao tiếp cùng với cả người Nhật, hoặc là những cái thời gian mà chị tự học rồi đi thi các thứ á. Nhưng mà chị về nước là cũng đã bắt đầu đi làm việc luôn rồi, và công việc là cũng chị tự tìm hết, đúng không? Nên là cùng một xuất phát giống nhau, nhưng mà khi trở về thì là sẽ có rất là nhiều cái kết quả khác nhau á. Kết quả đấy là nó ra sao thì phụ thuộc ở các bạn á. Em có một cái suy nghĩ như thế này, đấy là em rất thích cái câu mà chị nói là cùng một xuất phát điểm giống nhau và cùng một cái khoảng thời gian giống nhau, nhưng mà mình sử dụng nó như thế nào thì nó sẽ thay đổi rất nhiều về cái 3 năm. Tại vì có thể là ngày hôm 1-2 ngày không sao, nhưng mà tích tụ dần dần trong suốt 3 năm thì cái kết quả sau này nó lại khác. Và em thấy là em học được cái sự chủ động từ chị. Như chị có chia sẻ là có những bạn thì bạn ấy sẽ đi chơi, hoặc là khi mà về nước thì người ta sẽ nghỉ ngơi, nhưng chị đã lên kế hoạch và có thể là chị đã xin được việc luôn rồi. Đúng rồi. Thì có thể là các bạn đang xem video này, nếu mà các bạn cũng đang làm thực tập sinh thì các bạn cũng lưu ý về cái điểm này. Chúng ta có thể chơi 1-2 ngày, chúng ta nghĩ là ủa không sao đâu, đúng không? Nhưng mà nếu mà nó là cả 1-3 năm trời thì nó sẽ thay đổi cuộc đời của một con người. Đúng rồi. Đúng không ạ? Thế nên là như chị nói về sử dụng về cái mốc quỹ thời gian á. Và thậm chí như là sau này các bạn về Việt Nam rồi các bạn phải bỏ tiền ra để đi học và bắt đầu đi tìm việc và bắt đầu xuất phát điểm từ con số 0 như thế. Thì thay vì như vậy thì cái thời gian ở Nhật á, đúng không? Người ta làm việc, người ta rất là quy định về cái thời gian làm việc và cái thời gian nghỉ ngơi cũng rất là rõ ràng. Mình tận dụng cái thời gian nghỉ ngơi đấy, rồi giao tiếp nhiều với cả người Nhật để cho cái năng lực nói chuyện tiếng Nhật của mình cao lên ấy chẳng hạn. Rồi mình tận dụng những cái quà miễn phí hoàn toàn ở bên đấy như thế. Như thời chị thì nó không có phổ biến như hiện tại mà có các cái khóa học online như thế này. Gần như là chị phải tự học hết, đúng không? Tự học thì giáo viên thì một tuần mới được một lần ở giáo viên người Nhật ấy, đúng không? Thế nên là nó cũng không có nhiều phương tiện như bây giờ. Bây giờ thì thậm chí là các bạn ấy nếu mà xuất phát mà ở cái mức lúc đi Nhật nó yếu quá chẳng hạn, các bạn cũng có thể là mua các cái khóa học online như Viki Nihongo. Rồi các bạn ấy có giáo viên người Việt hướng dẫn rồi có học theo quy trình như vậy á. Sau 3 năm có cái thời gian cai qua cùng người Nhật cùng với cả cái bằng N2 trở về nước thì chị nói thực là không thiếu những doanh nghiệp mà mong muốn nhận các bạn, đúng không? Chị nghĩ là vậy hả? Dạ, em cảm ơn. Mong là đây sẽ là một cái chia sẻ cực kỳ là hữu ích cho các bạn nhá. Nhưng mà em có một câu hỏi như thế này, đấy là thực ra thì mỗi một người sang Nhật ở một cái nơi mà gọi là đất khách quê người như vậy á, thì cũng sẽ có những khó khăn riêng. Và em cũng được biết đó là sau cái khoảng thời gian mà chị làm thực tập sinh thì chị cũng có bắt đầu lập nghiệp. Thế thì chị có thể chia sẻ cho mọi người một chút đó là những cái khó khăn của chị khi mà chị làm việc tại Nhật Bản, đúng không ạ? Chị thấy là khó khăn là cái lúc mà chị đi du học sinh, đúng không? Thế tuy nhiên thì cái thời thực tập sinh thì mình được hỗ trợ từ phía nghiệp đoàn, phiên dịch các thứ, hoặc là xem vài người Việt nói chuyện bằng tiếng Việt các thứ chẳng hạn á. Nhưng mà sau khi mà 3 năm ở Nhật kết thúc, mình trở về Việt Nam
lúc đấy thì chị tiếng Nhật cũng chỉ có N3 thôi. Vâng. N3 nhưng mà chị cũng chủ động nhiều thứ, thế nên là chị cũng kiếm được một công việc như là dạy tiếng Nhật. Vâng. Năm 2015 đúng không? Ờ, chị đi dạy tiếng Nhật, dạy cho các bạn cũng mong muốn đi Nhật giống như chị á. Vâng. Chia sẻ các kinh nghiệm và học những cái lớp vỡ lòng đấy đúng không? Thì là một năm đấy chị có dạy tiếng Nhật. Nên sau đấy thì chị cảm thấy là cái năm đấy là chị dạy các bạn tiếng Nhật, nhưng mà với cái mức độ N3 mà dạy cho các bạn thì chị thấy là nó chưa đủ. Vâng. Muốn dạy cho các bạn những cái kiến thức nó cao hơn, hoặc là những cái mà mình muốn học hỏi nhiều hơn, bởi vì dạy một con người thì không phải là đơn giản á. Thế nên là chị mong muốn quay lại Nhật tiếp tục để học nâng cao lên. Vâng. Đấy đúng không? Nếu mà đã dạy thì là chắc chắn là muốn là cái năng lực của mình cao hơn và tự tin hơn. Vâng. Để dạy cho các bạn rồi. Vâng. Sau đấy thì chị cũng có tìm hiểu và chị tự làm hồ sơ để quay lại Nhật với tư cách là du học sinh đấy. Và chị tự tìm hiểu? Thì chị, cái thời gian chị vừa đi dạy tiếng Nhật rồi vừa tìm hiểu rồi vừa làm hồ sơ để quay trở lại du học á. Sau đấy thì là tháng 1 năm 2016 thì chị quay trở lại Nhật với tư cách là du học sinh. Có hai trường, hiệu trưởng đấy thì là có một trường ở Sendai và một trường ở trên Sapporo á. Sapporo chị thấy là rất là lạnh và nhiều tuyết, nghe đến Hokkaido thì ai cũng sợ. Là nghĩ đến tuyết rồi đó. Tuy nhiên thì là cũng là một cái cơ hội để mình trải nghiệm đúng không? Thế nên là chị vẫn lựa chọn Sapporo để chị đi du học. Đấy, có một năm 3 tháng thôi. Mình là du học sinh tự túc, thế nên là mình phải tự lo từ A đến Z. Trước khi tốt nghiệp trường tiếng là mình phải quyết định cái vấn đề là học lên đại học hay là không. Vâng. Rồi sau chị học lên đại học rồi đi học đại học ở bên Nhật á. Nhưng mà cái thời gian mà ở một mình hoặc là tìm việc các thứ thì lúc đấy mình phải tự một tự mình làm hết. Thế nên là cũng khá là khó khăn trong các cái việc là chi phí rồi tìm việc làm rồi thuê nhà các thứ á, đúng không? Thế nên là đấy là trường hợp của chị. Dạ. Wow, em thấy cũng có một số các bạn, bạn ấy cũng có hỏi em về việc là làm thực tập sinh rồi thì sau đó bây giờ chắc chắn là 3 năm thì sẽ về nước, thì liệu là có quay trở lại làm du học sinh được không? Sẽ có những bạn bây giờ các bạn cũng đặt những câu hỏi như thế. Và khi mà nghe câu chuyện của chị thì em nghĩ là chắc là chị sẽ có được một số các cái lời khuyên cho các bạn là nếu như là làm thực tập sinh rồi thì theo chị là phải đạt được những điều kiện gì thì mới có thể quay trở lại làm du học sinh được. Chị thấy nó không khó. Quan trọng là thực tập sinh, đi 3 năm thực tập sinh hay là 5 năm cũng vậy, đúng không? Các bạn ấy quay trở lại Việt Nam và các bạn ấy muốn quay trở lại Nhật với tư cách là du học sinh hoàn toàn là không khó. Chỉ cần có trường tiếp nhận thôi, đúng không? Hiện tại chị cũng đang làm hồ sơ hỗ trợ ông xã chị á. Anh cũng liên quan đến các vấn đề xin tư cách cho các bạn, kể cả du học sinh thì anh cũng có thể hỗ trợ được. Thế nên là các bạn thực tập sinh về nước mà các bạn ấy muốn quay trở lại Nhật với tư cách là du học sinh, trước tiên là trường tiếng, đúng không? Thì các bạn ấy chỉ cần là có trường tiếng tiếp nhận các bạn thì cái vấn đề xin tư cách thì hoàn toàn bên chị có thể hỗ trợ được. Vâng. Dạ. Ok. Wow. Thế thì em nghĩ là có thể là các bạn đang xem video cũng sẽ có một cái lựa chọn cho cái con đường sắp tới của mọi người. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với câu chuyện của chị Huệ nhá. Vâng, nhưng mà chị quen chồng chị như thế nào, em tò mò. Thực ra thì nói quen chồng chị như thế nào nghe cũng không biết trả lời sao hả? Nhưng mà lúc đấy là chị là sinh viên đại học á, thì chị đi làm thêm và đu bê tổ ấy, đúng không? Thì chị ở cái nhà chị tự thuê như thế này, thì đến cái viện dưỡng lão đấy nó chỉ đi khoảng tầm 500m thôi. Chị chủ động chị sang cái viện đấy, bởi vì mình gần khu đấy mà cái lần đi thực tập sinh là chị cũng có đi gọi như là hỗ trợ một số các cái viện dưỡng lão làm từ thiện á, là chị cũng có đi như thế rồi. Thế nên là tự nhiên là thấy cái khu mình sống ở gần ngay đấy có viện dưỡng lão thì là chị cũng chạy vào hỏi xem là có tuyển người hay không. Thế may mắn là viện trưởng ở đấy cũng chạy ra đối ứng chị bảo là có tuyển. Thế là hôm sau chị đi làm. Wow, dễ như vậy luôn ạ. Dễ hay không thì cũng có thể là khi người ta nói chuyện với mình, người ta tiếp xúc với mình mà người ta cảm thấy là muốn nhận mình ấy chẳng hạn. Thì cái thời gian đấy chị làm bài tổ ở đấy thì du học sinh thì chỉ được làm một tuần 28 tiếng đúng không? Thì lúc đấy ông xã chị hiện tại á, anh cũng là nhân viên chính thức ở đấy. Anh ấy là nhân viên chính thức, còn chị chỉ là bài tổ du học sinh thôi. Anh ấy thì suốt ngày là đeo khẩu trang. Không bao giờ nói chuyện với cả nhiều người đâu. Chị cũng làm cùng nhưng mà gần như là chẳng bao giờ mà nhìn thấy mặt hoặc là cũng không bao giờ nói chuyện. Ủa, thế sao hai người gặp nhau kiểu gì? Thế là tự nhiên là
cái lúc đấy là chị đang thi, muốn thi N1 á. Vâng. Chị mới thỉnh thoảng là đến viện làm cái giờ QK, chị cũng có học thêm, bỏ ra để ra để viết á. Sau anh ta thấy thế là anh ta mua cho chị 3 cuốn sách. À. Ôn thi N1. Ừ. Thực ra sách thì là anh ấy cũng hay mua sách để đọc. Thế nên là thấy cái việc là người nước ngoài ham học thì người ta cũng quý. Gọi là quý, mua sách của cho mình thôi, đúng không? Mua sách cho mình thì chị thì là hơi sọc phẳng quá. Tự nhiên là mình suy nghĩ là một giờ làm việc của mình chưa đến 1 sen, đúng không? Rồi 3 cuốn sách tính ra cũng phải đến gần 1 man. Tự nhiên là cả 10 tiếng làm việc như thế, tự nhiên người ta tặng mình như thế thì không muốn nhận không của ai cái gì hết. Rồi sau đấy anh ta tặng sách chị thì chị mới bảo là không nhận. Chẳng có cái lý do gì mà nhận như thế mà, bởi vì bằng một ngày công làm việc của anh ta mà. Thế chị mới bảo là chị không nhận. Xong anh ta bảo là nếu mà không nhận thì anh ta cũng không làm gì với mấy cuốn sách này. Thế là chị bảo là được rồi, thế thì chị nhận, nhưng mà chị sẽ tặng lại anh ta, suy nghĩ trong đầu là sẽ tặng lại anh ta một cái gì đấy. Sau đấy là anh ta bảo là thích ăn đồ ăn Việt Nam. Oh. Nếu như là người khác khéo tay là người ta sẽ làm món ăn rồi người ta mang đi để cho ăn thử ấy, đúng không? Chị sao? Nhưng mà chị nấu ăn giỏi. Chị không giỏi nấu ăn. Vâng. Thế chị bảo là ừ thế thì được, thế thì chị sẽ dẫn đi ăn quán ăn Việt Nam, anh ta biết là món ăn Việt Nam như thế nào á. Hôm đấy chị vẫn đi học rồi đi làm, rồi hẹn là 6 giờ chiều là đi ăn á. Vâng. Mình thì mang tính chất là đi ăn trả lợ. Vâng. Anh ta thì hôm đấy là cái buổi hẹn hò với mình, có thể là anh ta suy nghĩ như vậy. Đi cắt tóc nè, đeo hôm đấy là bỏ kính rồi đeo áp tròng nè, rồi cạo râu nè, đi mua quần áo mới, mua cặp sách mới, rồi giày mới, cái gì cũng mới hết. Thế là chị đến lần đầu tiên chị nhìn thấy mặt anh ta đấy, lần đầu tiên nhìn biết mặt. Thế là chị mới giật mình còn không nhận ra. Thế là thì chỉ đi ăn bình thường thôi. Chị thì tâm lý là đi ăn trả lợ. Còn người ta anh ta thì tâm lý là mất cả một ngày hôm đấy để chuẩn bị để hẹn hò với chị. Vâng, vâng. Chị buồn cười quá. Có thể là anh ấy cũng quý chị từ trước. Chị không biết đấy. Thế là sau cái buổi đi ăn đấy thì chị nghĩ là xong. Nhưng mà hôm sau thì đến viện thì cả viện đều biết là hôm qua hai đứa hẹn hò đi ăn. Trời ơi. Lan ra cả viện. Ừ. Hóa ra là anh ta kể. Trời ơi. Đấy, thế là tự nhiên nó thành như thế. Thế là nhưng mà lúc đấy thì mình cũng chưa có bạn trai. Thực ra thì nói chưa có bạn trai thì cũng không đúng. Lúc đấy thì chị cũng cũng trước đấy là chị có quen một anh bạn trai là lính cứu hỏa. Vâng. Đúng không? Vâng. Bạn trai chị là lính cứu hỏa, nhưng mà do cái quan điểm nó không giống nhau. Anh ta thì muốn là sau khi tốt nghiệp đại học kết hôn rồi ở nhà nội trợ. Chị thì không phải kiểu người như thế. À, nhưng mà thường là em thấy là các anh trai Nhật là rất là hay như vậy nhá, là muốn là vợ là kết hôn xong là ở nhà. Đúng rồi, nhưng mà anh ta là lính cứu hỏa thì nói chung là cái kinh nghiệm làm việc cũng nhiều năm rồi á, thì là có thể kinh tế cũng ổn định, thì là sau khi tốt nghiệp xong là muốn cưới luôn và ở nhà nội trợ các thứ như vậy. Nhưng mà chị thì không thích điều đấy. Chị muốn là mất công đi học xong là chị phải đi làm, chị không muốn ở nhà. Quan điểm khác nhau sau chia tay. Cũng trong cái thời gian là cũng hơi buồn. Thì là cái anh này thì cái trường hợp mà đi ăn và hiểu lầm như thế, đúng không? Và thêm một vấn đề nữa là anh ta thì hút thuốc lá 15 năm nay rồi. Vâng. Nhưng mà vô tình chị nói chuyện, chị bảo là chị không thích con trai hút thuốc. Thế là anh ta về bỏ thuốc lá. Wow. Ngày xưa thì bố chị hút thuốc lá mà chị suốt ngày mua kẹo cho bố chị thì bỏ cũng không bỏ được. Mà chỉ vì câu nói như vậy mà anh ta về anh ta bỏ nguyên cái gạt tàn mà bỏ thuốc lá vậy đấy. Thế là chị cảm thấy là chị không, thực sự là vẫn chưa phải là yêu nhưng mà cũng không phải là ghét. Thì mình cũng cứ thử là cho nhau cơ hội á. Thế là như vậy đấy. Quá trời luôn á. Bây giờ nghĩ lại cũng buồn cười, nó chỉ là một cái hiểu, đấy là hiểu lầm văn hóa đấy. Chị thì không nghĩ là cái vấn đề là, anh ta thì nghĩ là mua sách cho mình thì nó cũng bình thường thôi, ủng hộ giống như là mình tham học thì là gọi là như thế. Vâng. Mình thì lại cũng có thể là thẳng tính và mình cũng sòng phẳng á, không lợ lan nhau, nhưng mà thành ra là nó là câu chuyện như vậy thôi.